Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nít số 2 vòng 13 của khối lớp 6. Bài thi đầu tiên. Những bài nào mà nó đụng cái nít số 1 thì thầy lướt qua thôi nha. Những bài mới thì thầy sẽ dừng lâu để thầy giảng cho các em. Cái này chúng ta chỉ việc bấm máy là xong. 5 bình trừ 20 được bao nhiêu nhân với 5? 25 kìa. Lại một bài bấm máy nữa. Âm 30 cộng 70 bằng 40 các bạn. Bảy quá dễ dàng. Bài này ở nít trước thầy giải rồi. Các em quay lại nít số 1 để xem đáp án ha, cách giải kỹ càng. Còn đây thì nêu đáp án thôi. Bài này ở nít trước thầy cũng giảng rất kỹ càng. Các em quay lại xem đáp án tại sao bằng âm 132 nhé. Gặp câu lạ đi mà. Rồi, câu này cũng không lạ lắm. Các em dùng chức năng tìm ích trong khóa học V61. Giải một cách nhanh chóng, trừ 2 mở ngoặc 3x cộng 2 đóng ngoặc. Bên kia tự tính ngoài nháp đi. 1 cộng 4 cộng 9 là 14 các em. Rồi, máy giải rất nhanh, x bằng âm 3. Các em chú ý, bây giờ kết quả tìm x sẽ là số nguyên chứ không có nhất thiết phải là số tự nhiên nữa các em nhé. Số hạng tiếp theo. Các em nhìn vô cái dãy này thì các em có thể thấy là toàn là số nguyên tố ha. Số nguyên tố lẻ đó, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Vậy số tiếp theo phải là số nguyên tố. Thì đó là 29. Đúng không? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 thì đó là số nguyên tố gì nữa? 23, 25 không phải, 27 không phải, 29. À. Tích của A dưới B thì bao giờ cũng bằng tích của trừ A nhân cho trừ B các em. Đây là quy luật rồi. Các em thử lại nè. 3 nhân 4 với lại âm 3 các em nhân cho âm 4. Lấy số nhỏ thử mà. Cái này ra 12 mà ở trên cũng ra 12 à. Đây cũng ra 12 thôi. Như vậy là cũng bằng 204 các em nhé. Quy tắc về dấu thôi. Đề có vẻ mềm. Cái gì đây? Với n là số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 thì so sánh hai cái này. Vậy ta dùng chức năng tính và kết hợp với so sánh ở trong khóa học V61 là giải 6 mũ n cộng 8 mũ n. Trên máy không có n, các em đổi thành một cái biến khác cũng được ha. 10 mũ n. Rồi các em nhập đại n là một số chẵn lớn 2, như vậy từ 4 trở đi thì nhập 4. Nhỏ hơn các em thì nhập 6, cũng nhỏ hơn các em 8, cũng nhỏ hơn, kiểu gì cũng nhỏ hơn. Các em phải vận dụng mấy cái kỹ năng trong khóa học V61, V62 một cách nhanh chóng các em nhé. Nếu các em cứ đi biến đổi toán học ở đây thì mình không đủ thời gian đâu. Mục tích bằng 0. Mục tích bằng 0 thì các em suy ra là nhiều trường hợp, đúng không? A nhân B nhân C bằng 0 thì các em sẽ suy ra A bằng 0. Đó. Hoặc là B bằng 0.
chắc là sơn không. Nói chung là bài toán ban đầu nó sẽ tách thành 3 bài toán con. Đó. Và thầy thường ghi dưới dạng ngoặc vuông như sau. Đó, ngoặc vuông. Đó. Hoặc là để nguyên vậy cũng được. Kem. Ở đây các em nhìn nè. Cái ngoặc đơn thứ nhất. Đó. Là coi như A nhỏ bên này. Cái ngoặc đơn thứ hai là coi như B nhỏ bên này. Và cái ngoặc đơn thứ ba là coi như C nhỏ bên này. Như vậy mình sẽ có 3 bài toán con. Bài toán con thứ nhất là gì? Đó là giá trị tuyệt đối của x trừ 2013 trừ cho 2014 bằng 0. Hoặc bài toán con thứ hai đó là x mũ 2 cộng 5 bằng 0. Hoặc là bài toán con thứ ba là 9 trừ x mũ 2 bằng 0. Bây giờ kem giải 3 bài toán con này. Giải 3 bài toán con này. Bài toán con thứ nhất là cái giá trị tuyệt đối của x trừ 3 trừ cho 2014 bằng 0. Thì muốn vậy á, thì giá trị tuyệt đối của x trừ 2013 phải bằng 2014 thì lúc trừ nhau nó mới ra 0. Rồi bài ở dưới là x mũ 2 á, là phải bằng âm 5 thì lúc cộng với 5 nó mới ra 0 được. À, vậy thôi. Bài toán thứ ba là x bình phương nó phải bằng 9. X mũ 2 bằng 9 thì 9 trừ cho 9 nó mới ra 0 được. Rồi mình giải, tiếp tục giải 3 bài toán này. Bài toán trên các em coi giá trị tuyệt đối coi x trừ 2013 như là một số chưa biết ha. Thì giá trị tuyệt đối của số chưa biết đó bằng 2014. Thế thì cái số chưa biết đó nó sẽ bằng 2014 hoặc là âm 2014. Bởi vì hai số này khi tính giá trị tuyệt đối đều ra 2014. Như vậy là cái số x trừ 2013 chưa biết đó nó phải bằng một trong hai số này thì lúc tính giá trị tuyệt đối nó mới ra 2014. Cái bài toán con thứ nhì thì x mũ 2 là không bao giờ ra âm được rồi. Cái này là vô lý ha. Các em học khóa học V 62 rồi, các em sẽ thấy một cái bình phương không bao giờ ra âm được. Còn cái bài toán thứ ba x mũ 2 bằng 9 thì x sẽ bằng 3 hoặc là trừ 3 các em ạ. Ta giải tiếp. Bài toán ở giữa mình bỏ đi, nó không thể xảy ra đâu. Như vậy là mình chỉ còn bài toán phía trên và phía dưới thôi. Ở trên, x trừ 2013 mà bằng 2014 thì x phải bằng 4028 thì lúc trừ 2013 nó mới ra 2014 được. Xin lỗi, 4027 nha. Hoặc là x sẽ bằng trừ 1 thì lúc lấy trừ 1 trừ 2013 nó mới ra trừ 2014 được. Bài toán thứ nhì thầy bỏ, bài toán ở giữa thầy bỏ. Bài toán dưới thì nó đã có kết quả rồi. X sẽ bằng cộng trừ 3 ha. Vậy ta có 4 kết quả các em. 4027 trừ 1 hoặc là 3 hoặc là trừ 3. Ta nhập tăng dần nè. Số mà nhỏ nhất sẽ là âm 3 rồi tới âm 1 ha. Âm 3, âm 1 rồi tới 1 rồi tới 4027. Coi lại có đúng chưa? Âm 3, âm 1. 3 chứ. Âm 3, âm 1 rồi tới 3 rồi tới 4027. Tí nữa là chết rồi. À, người ta hỏi số nguyên âm thôi các bạn ơi. Tập hợp các số nguyên âm x thỏa. Tí nữa là chết rồi. Bỏ hai số dương này đi. Ta lấy hai số âm thôi. Nhập tăng dần. Ngăn cách bởi dấu. Dấu chấm phẩy. Âm 3. Đúng mà không luôn. Âm 1. Đúng mà không luôn. Hết. Vậy ha. Bài thi số 2. Con giáp, con trâu, thay vô thôi kìa. X là bằng 7, cộng cho 2 nhân trừ 3 là ra âm 6 đó. Nó bằng 1. Con mèo,
giá trị tuyệt đối của x cộng 2015 là phải bằng 1. Bởi vì 1 cộng 2016 mới ra 2017 được. Từ đây ta lại có hai tình huống. X cộng 2015 sẽ bằng 1 thì lúc đó giá trị tuyệt đối của nó mới bằng 1. Hoặc là x cộng 2015 là bằng -1 cũng được. Thì lúc tính giá trị tuyệt đối nó cũng ra 1. Như vậy mình có hai kết quả các em. X sẽ bằng -2014 để cộng với 2015 ra 1. Hoặc là x bằng -2016 để cộng với 2015 là ra -1. Như vậy mình có hai kết quả nha. Tăng dần. -2016 với lại -2014. Kiểm tra lại. Thế vô đây. Rồi ok. Kiểm tra lại thế vô đây. Rồi ok luôn. Hai kết quả. Con heo. Bài này ở nick trước thầy đã giảng rồi, giờ thầy không giảng nữa. Giá trị lớn nhất sẽ bằng 7, đạt được khi x bằng 0. Con rắn. Số cặp số nguyên thỏa mãn điều này. Bây giờ muốn nhân nhau bằng 7 thì có vài trường hợp thôi. X cộng 1 là số thứ nhất, y cộng 2 là số thứ hai, nhân nhau bằng 7. Như vậy x cộng 1 có thể bằng 1, lúc đó y cộng 2 sẽ bằng 7. Ngược lại x cộng 1 có thể bằng 7, lúc đó y cộng 2 sẽ bằng 1, hoặc là bằng -1 nhân cho -7, hoặc là bằng -7 nhân cho -1. Như vậy là có 4 cặp. Hết rồi đó. Như vậy là sẽ có 4 cặp xy. 4 bài toán. Mỗi bài toán sinh ra một cặp xy. 4 cặp nha. Con hổ. Ước chung lớn nhất của hai số nguyên tố thì chỉ có bằng 1 thôi. Số nguyên tố thì chia hết cho 1 và chính nó mà. Con rồng. Tập hợp các số nguyên dương mà có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 5. Bây giờ các em phải làm cái bài toán tổng quát này nè. Giá trị tuyệt đối của một số A mà nhỏ hơn bằng 5 á, thì các em suy ra A nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng -5. Lấy trị đối là ra 5 đúng không? Là bằng -4, lấy trị đối là ra nhỏ hơn 5 rồi đó. -5, -4, -3, -2, -1. -5, -4, -3, -2, -1, 0. Rồi tới 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Chỉ có vậy thôi. Những số nguyên này thì khi tính giá trị tuyệt đối nó mới ra kết quả nhỏ hơn hoặc bằng 5. Bây giờ A nó đổi thành 2x cộng 3 thì dưới này A nó cũng đổi thành 2x cộng 3. Rồi giờ các em chú ý tiếp nè. 2x cộng 3 là số lẻ. Đồng ý không? X là số nguyên thì 2 nhân x sẽ là số chẵn. Số chẵn cộng 3 thì là số lẻ. Như vậy ta loại bớt các trường hợp 2x cộng 3 bắt buộc phải là lẻ. Như vậy không thể bằng -4 được. Bỏ. Không thể bằng -2 được. Bỏ. Không thể là 0 được. Bỏ. 2. Bỏ. 4. Bỏ. Vậy thôi. Mặt khác, x là số nguyên dương. X là số nguyên mà số dương nữa. Thì nhân với số 2 là ra dương. Dương rồi cộng 3 nữa thì càng dương. Như vậy 2x cộng 3 phải là số dương. Chứ không thể là bằng những số âm này được. Vậy ta bỏ tiếp 3 đáp án này. Như vậy tiếp tục chúng ta suy ra là 2x sẽ bằng 2x cộng 3 bằng 1. Thì 2x sẽ bằng -2. -2 cộng 3 mới bằng 1. 2x bằng 0. Đó. Thì 2x cộng 3 mới bằng 3. Rồi 2x sẽ bằng 2. Thì 2 cộng 3 mới bằng 5 đúng không? Từ đây các em suy ra x sẽ bằng -1 nè, bằng 0 nè,
hoặc là bằng 1. Nhưng mà người ta đòi x là số dương, nguyên dương. Vậy là cuối cùng các anh chị suy ra x bằng 1 mà thôi. Chỉ có số 1 thôi. Người ta lừa mình. Thực ra chỉ có một đáp án thôi. Người ta để ngoặc nhọn lừa mình. Con chuột. Số các số nguyên x thỏa mãn điều này. Ta lại giải như bình thường. Giá trị tuyệt đối của trừ 2x cộng 3 bằng 7. Thì ta có hai trường hợp. Trừ 2x cộng 3 nó phải bằng 7 hoặc là bằng trừ 7. Thì lúc tính giá trị tuyệt đối của 7 mới ra 7. Lúc tính giá trị tuyệt đối của trừ 7 mới ra 7. Như vậy là trừ 2x sẽ bằng 4. 4 cộng 3 mới bằng 7. Trừ 2x phải bằng trừ 10. Thì lúc cộng 3 mới ra trừ 7 đúng không? Vậy tới đây các em sẽ có là hai kết quả kìa. X sẽ bằng âm 2 hoặc là x sẽ bằng 5. Trừ 2 nhân trừ 2 là 4 cộng 3 là 7. 5 nhân trừ 2 là trừ 10 cộng 3 trừ 7 là giá trị đối là bằng 7 đó. Hai kết quả. Số các số nguyên x vậy là có hai kết quả. Con gà mà chạy đâu? Bài này thầy đã giảng ở nick trước một cách rất kỹ càng. Các em quay lại nick số 1 xem đáp án ha. Đáp án sẽ là 20. Đáp án sẽ là 20. Quay lại nick 1. Rồi, thầy chọn con dê đi. Tổng các giá trị nguyên. Cái này làm ở nick số 1 rồi. Kết quả là bằng âm 20. Nó còn sót lại âm 20 là lẻ loi thôi. Còn âm 19, âm 18, âm 17 vân vân là nó đều có bạn là 19, 18, 17 cộng lại bằng 0 hết rồi. Rồi, con thầy chọn con chó. Con chó mắt hai màu. 2N. 2N là số. N là số nguyên dương. Như vậy 2 nhân N bao giờ cũng nhỏ hơn 4 nhân N hết đó. Đây các bạn. N nguyên dương tức là N bằng 1, bằng 2, bằng 3 trở đi. Thì suy ra là 2 nhân N sẽ phải nhỏ hơn 4 nhân N. Chắc chắn luôn. Một bên gấp đôi, một bên gấp 4 thì bên gấp 4 phải hơn. Như vậy là 2N cộng 1 á thì nó sẽ nhỏ hơn 4N cộng 1 là cái chắc này. Đúng chưa? Rồi, như vậy thầy suy ra 2 mũ 2N cộng 1 thì sẽ nhỏ thua 2 mũ 4N cộng 1. Chắc chắn luôn. Bên mũ nhỏ hơn, bên mũ lớn hơn thì bên mũ nhỏ hơn phải thua. Nhưng mà các em chú ý nè. Nhưng điều gì đang xảy ra? Cơ số của mình không phải là 2 mà cơ số của mình là âm 2 các em ạ. Đây mới là vấn đề. Bên này cũng vậy. Âm 2. Thì 2N cộng 1 chắc chắn là số lẻ. 2 nhân N là chẵn cộng 1 là lẻ. 4 nhân N là chẵn cộng 1 là lẻ. Mũ lẻ. Mũ lẻ thì nó sẽ ra lại là dấu trừ. Một lũy thừa có cơ số âm mũ lẻ thì kết quả tính là nó ra lại số âm, dấu âm ha. Giờ thầy đổi cái đề này lại, kết quả là ra âm 2 mũ 4N cộng 1 đó. Bây giờ nếu chưa có dấu trừ thì 2 mũ 2N cộng 1 sẽ nhỏ hơn 2 mũ 4N cộng 1, nhưng mà gắn dấu trừ vô nó lại thành lớn hơn các em nhé. Suy ngẫm đi. Còn nếu em nào không hiểu nổi, em nào hiểu thì xin chúc mừng nha. Tức là có khiếu toán học đó. Còn không hiểu thì các em lấy đại N. Các em lấy đại một số N nguyên dương. Ví dụ N bằng 3 cũng được. Hoặc N bằng 2 bằng 1 gì đó. Các em thay vô đây các em tính. Tính vài ví dụ các em sẽ thấy là nó lớn hơn thôi. Vậy nha.
bài thi số 3. Các em nhớ đăng ký khóa học V63 ngay đi. Còn em nào chưa đăng ký V61, V62 thì lập tức đăng ký liền. Và học trong những ngày Tết các em nhé. Trong những ngày trước Tết và sau Tết, học cũng vui chứ. Không thôi quên kiến thức làm sao. Sau Tết là bập một cái là thi liền. Số nào chia hết cho cả 5 và 9? Cái này là bỏ rồi nè. Cái này là cộng lại là 19 là không chia hết cho 9 đâu. Cái này là chia hết cho 5 và chia hết cho 9 luôn nè. 3 cộng 3 cộng 3 là 9. Còn này là 5, 6, 7 là 18, cộng 1 là 19. Vậy cái này mới chia hết cho cả 5 và 9. Điều kiện để tia OZ nằm giữa hai tia OX và OY đó là OX và OZ. Xin lỗi, OX và OY thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là OZ. Cái này thầy làm ở nít số 1 là thầy giải thích rất kỹ luôn. À, đáp án này các em chọn là trật á, bởi vì OY và OZ có khả năng trùng nhau. Đáp án này các em chọn là trật á. Đáp án này cũng vậy. Trật hết, vậy chỉ có đáp án này đúng thôi. OX và OY nằm ở hai bên OZ. M là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 20. Thì nó có nhiêu? 2 nè, 3 nè, 5 nè, 7 nè, 11 nè, 13 nè, 17 nè, 19 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 số. Những số nguyên tố nhỏ hơn 20 đọc lại: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 8 số em nha. Rồi, thầy giải cái này nhanh chóng. Giá trị tuyệt đối của 4X bằng, em tính cái đám bên kia đi, trừ của âm 9 là thành 9, 9 trừ cho âm 7 là thành 9, cộng 7 là bằng 16 ha. Số nào có giá trị tuyệt đối bằng 16? Có hai số lận, 4X sẽ bằng 16, thì lúc tính tuyệt đối nó mới ra 16, hoặc là 4x bằng âm 16 cũng được. 4x bằng âm 16 thì khi tính giá tuyệt đối là ra 16 thôi. Vậy x sẽ bằng 4, hoặc là x bằng trừ 4. Hai đáp án là 4 và trừ 4 em nha. Đây, đáp án này. Tự nhiên lấy mấy con dế ra đập nó, ác thiệt. Mấy thầy ở bộ nghĩ sao mà cho đập dế. Dế nó là côn trùng có ít mà. 2 mũ 2N bằng trừ 4 mũ 10. Mũ 10 là mũ chẵn, như vậy thầy bỏ dấu trừ luôn đi. 4 mũ 10 thôi. 4 mũ 10. 4 mũ 10 tức là 2 x 2. Tất cả mũ 10 đó. 2 x 2. Mà nhân 10 lần như vậy là chung quy lại sẽ có tất cả là 20 số 2 nhân với nhau. Vậy là ra 2 mũ 20. 2 mũ 2N bằng 2 mũ 20 thì suy ra 2N sẽ bằng 20. Hai lũy thừa bằng nhau mà giống nhau cơ số là 2 rồi thì số mũ 2N sẽ bằng 20. Vậy N sẽ bằng 10 ấy. Phát biểu nào ở dưới đây không đúng? Hai góc phụ nhau thì cộng lại bằng 90, quá đúng. Trừ 1 mũ 2015 là mũ lẻ là thành trừ 1. Trừ 1. Trừ 1 không, cái này sai nè. A cộng B bằng 0 thì A bình bằng B bình, đúng luôn. Ví dụ như 5 cộng âm 5 bằng 0 thì 5 bình sẽ bằng âm 5, tất cả bình. Rồi cái này mình học phân số mình sẽ thấy rất là đúng ha. Mẫu âm. Bây giờ cái này là sai nè các em ạ. Trừ 1 mũ 2015 là bằng âm 1. 1 mũ 2016 là bằng 1. Âm 1 trừ 1 sẽ bằng âm 2 chứ không thể bằng 0 được. Đáp án này không đúng.
là trung điểm của AB. Theo lý thuyết, em học lý thuyết trên lớp mình sẽ chọn cái này nha. Khỏi giải thích nhiều. Bài này, bài này thầy giải ở nick số 1 rồi. Góc ZOT sẽ bằng 90. Quay lại nick số 1 coi, thầy vẽ hình và giải rất kỹ nha. Giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức A lớn này sẽ bằng -4. Hãy tham gia khóa học V62 thì sẽ thấy bài này rất dễ hiểu ha. X chia 3 bình thấp nhất bằng 0. Y cộng 5 trị tuyệt đối mũ 3 cũng thấp nhất bằng 0. Vậy hai cái này thấp nhất là bằng 0 cộng 0 là bằng 0. Thì lúc đó A nó sẽ bằng -4. 0 trừ 4 là -4, thì đó là giá trị nhỏ nhất em nhé. Đạt được khi x bằng 3 và y bằng -5 đó. Chỉ có tham gia các khóa học thì thầy giảng các em mới dễ hiểu thôi. Người ta viết liên tiếp một số tự nhiên từ 1 tới 135. Đây là một bài toán mẫu ở trong khóa học V62. Mà trong V62 là thầy viết từ 1 cho tới mấy ngàn luôn chứ phải 135 nữa. Thầy giải lại. Từ 1 đến 9 là có 9 số. 9 số 1 2 3 4 5 6 7 9. Mỗi số có 9. Xin lỗi, mỗi số có 1 chữ số, như vậy là từ 1 đến 9 là có 9 chữ số. Có 9 chữ số các em nhé. Rồi tiếp tục là từ 10 đến 99 là có 90 số. 99 trừ 10 là 89, cộng 1 là 90 số. 90 số, mỗi số có 2 chữ số, như vậy là bằng 90 nhân 2 là bằng 180 chữ số các em nhé. Rồi tiếp tục từ 100 đến 135 thì có bao nhiêu số? Em lấy 135 trừ 100 cộng 1 là có 36 số. Có 36 số mà mỗi số có 3 chữ số. Vậy lấy 36 nhân 3 là bằng 108 chữ số. Như vậy là mình cộng lại từ 1 cho tới 135 luôn là 9 nè, cộng 108 nè, cộng 108 nè, là 297. 297 các em nhé. Đây. Rồi tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở nick tiếp theo ha. Các em nhớ đăng ký ngay khóa học V63 ha. Đăng ký ngay khóa học V63 để luyện thi cấp huyện và cấp tỉnh. Bảng A, bảng B các em đừng có sợ, có thầy đây rồi. Bye bye.